Quốc Thịnh Vlog xin chào quý vị, các bạn, anh chị, bà con. Mùa xuân 2024 đang đến rất gần. Hôm nay là ngày 27 Tết. Quốc Thịnh xin ghi nhận lại buổi chợ Nha Mân bán bông hoa ra sao. Bây giờ Quốc Thịnh mời quý vị, các bạn, anh chị, bà con cùng theo dõi video clip hôm nay. Thì người ta xem thôi chứ người ta không mua, nhưng mà giá cả thì nó quá rẻ, ta trả chậu có 15.000 à. Mà chú đang bán một chậu như... Dạ, tôi đang bán một chậu là 20.000. Rồi chi phí một cái chậu bông như vậy nè, chi phí bông này là vừa phân phướng phân rồi luôn đó là khoảng 10.000. Rồi công hàng ngày, công hàng ngày thì bỏ, không có tính vô đó. Yeah. Nếu tính càng lỗ nữa. Giờ công nhà không có mướn người ta. Yeah. Rồi chú theo con thấy chú bị cái sinh giả này là chú bị thời chiến tranh. Dạ, hồi tôi lái xe cho bộ đội khung quân khu 9 đó là tôi bị đứt giò nó nhiễm trùng. Yeah. Rồi nó làm nhiễm trùng ha. Dạ, nhiễm trùng. Nó tháo khớp tới đâu chứ? Dạ, nó tháo trên ngay ông Nguyễn. Ông Nguyễn gì ha? Đây, ta che ngang đây. Thì chú là cái người mà trồng bông hoa ở xã địa phương nào? Ở làng Hoa Kiển, phường Tân Quy Đông. Số nhà 198, khóm Tân Hiệp. Tôi nói rành rồi đó. Ở thành phố Sa Đéc ha? Dạ. Cái đường gì chú? Đường Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư ha. Rồi chú trồng năm nay như vậy là chú có... Dạ, năm nay tôi trồng là tính là lỗ 300 nhạn thọ, 100 tiger là đờ lon là 400. Dạ. Nhưng mà thu hoạch chắc còn được tiền 100 vỏ. Là chú lỗ khoảng bao nhiêu tiền? Lỗ khoảng 8 triệu. Dạ. 70 ngày lỗ 8 triệu. Dạ, tôi năm nay. Dạ, tôi năm nay là 74 tuổi. Dạ. Vợ 70. Rồi chú bán bông như vậy là còn lại nhiều lắm. Dạ, bây giờ còn cũng vượt hên rồi luôn rồi, dài chục giỏ à. Dài chục giỏ. Dạ. Thì cái chậu này là vốn là bao nhiêu mà chú bán có 100 ngàn? Là cái chậu đó mua 40 ngàn, phân 20 ngàn nữa là 60 ngàn. Là giống như chi? Giống một cây 20 cây, khoảng cây 2.500 thì nó cũng phải hết mẹ nó 50 ngàn nữa rồi. Vậy là giống hết 100 ngàn rồi. Đấy, là 100 ngàn mà giờ chú bán 200 thì chú có lợi, chú mừng nhà. Dạ. Cái cúc bên kia là của người ta hả? Dạ, của người ta, ông đó cúc mâm xôi, ông cũng lỗ chết luôn. Không, lỗ luôn. Bây giờ ông bán có 80 ngàn cặp à. 80 ngàn cặp. Là hết. Hai vỏ. Dạ. Yeah.
Thôi bây giờ con là Thịnh, có Thịnh. Dạ. Thì có thể gửi chú tiếp chú giống như tiền trà bánh gì đi. Dạ. Gửi chú 200.000. Dạ, tôi đại diện trong gia đình cảm ơn chú Thịnh nhiều. Dạ. Chú móc ra còn phải 200 không? Dạ đây hai tờ. Đúng 200 hả chú? Dạ. Chú năm nay 74 tuổi rồi. Dạ 74 tuổi, tuổi mèo. Sinh là ngày 27 tây tháng 10 năm 1950. Mà quên chú tên gì nãy vậy? À tôi là Đặng Văn Nam. Dạ. Đặng chú Nam nha. Dạ. Thì ông cũng đầu năm. Dạ. Năm mới Tết đến. Thịnh cũng không có gì nhiều hơn. Dạ. Chúc gửi cho chú 200 ngàn tiếp cái giống như uống cà phê đi. Dạ, đại diện trong gia đình của chú Nam là cảm ơn vợ chồng con cái của chú Thịnh. Chúc dạ. Năm mới mình được phát đạt. Dạ. Dạ. Quên hồi nãy về con chưa có hỏi chú là tiền chỗ của chú hết bao nhiêu nữa. Dạ tiền chỗ là hai lô này là 700 ngàn. Một lô 350 ngàn. Rồi chú chở xe một xe ba gác 50 vỏ là 250 ngàn mà hai xe. Dạ. Là cả... chú không bán trên xe đét cho nó đỡ. Dạ bán xe. Trên xe đét thì nó đụng bông bán không được. Nếu bán không được thì chú phải giục bỏ chứ không có đem về nhà được. Đó là một chia sẻ nha quý vị. Dạ. Chúc chú ráng bán mau hết rồi đi về. Dạ. Cô ủng hộ đi con. Quá rẻ nè con. Đó, cô mua rồi đó. Cô mua cô cho thầy thiện là ai ra là thì gửi chú thêm thì được 200 cho ông tiếp tiền xe. Cái là mời các ông xe ôm ông giới thiệu mấy người nghèo lại gặp cô này rồi. Chú này còn mấy chậu? Dạ, nãy cô đếm 14 chậu đó. Tôi không có đếm mà. Thì gửi chú vậy đi ha. Dạ. 200 thôi. Dạ cảm ơn chú Thịnh nha. Dạ dạ, nữa vô Quốc Thịnh Vlog xem. Dạ. Đó, một chia sẻ nha quý vị. Chậu như gì quá đẹp mấy chú. Dạ. Mà chậu này là nhiêu? Dạ, có 50 ngàn à. Mà ta dạ. Ta trả 30 ngàn. Trời. Vậy là có nhà tài trợ mua giùm chú à? Dạ, gửi gửi lời thăm cô khỏe chưa mấy đứa cháu. Xin một lời cảm nhận. Tôi tốt đâu. Dạ dạ dạ.